hai thanh niên đánh công an sau khi bị dừng ở chốt kiểm soát COVID-19. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố Thạch Minh Hiếu, sinh năm 1996 và Kim Hùng Vương, sinh năm 1998 về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 9 tháng 8, Hiếu chở Vương đi trộm gà cùng một số tài sản khác. Khi trở về đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa xã Gia Canh, huyện Định Quán thì lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, Hiếu và Vương liền quay đầu xe bỏ chạy nên lực lượng công an tiến hành truy đuổi tới một con hẻm cụt. Các đối tượng dùng hung khí tấn công làm một công an bị thương, rồi bỏ chạy về nhà. Sau đó, Hiếu và Vương đã bị công an huyện Định Quán truy xét, bắt giữ.